Xin chào các bạn khán giả của chương trình Inside Sharing. Hôm nay Hà sẽ đến với các bạn tiếp một cái tip nữa, là cái tip số 24 liên quan tới cái chủ đề làm sao khi chúng ta thực hành nó thì chúng ta có thể tăng được cái tính sáng tạo, cái khả năng creativity của mình. Thì cái tip này là nó cực kỳ đơn giản và nó được nghiên cứu bởi khoa học rất là rõ ràng. Tức là khi các bạn căng thẳng, hãy nhắm mắt mình lại. Hãy nhắm mắt lại và hãy di chuyển cái mắt của bạn từ bên phía bên trong á, từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trái sang phải, từ phải sang trái, di chuyển được khoảng 30 giây. Và hãy vượt lúc di chuyển thì các bạn hãy đếm 1, 2, 3 cho tới đủ 30 giây, và thực tập như đó thường xuyên trong ngày á, thì nó sẽ giúp cho các bạn tăng được cái sự sáng tạo của mình. Bởi vì đó là cái moment á, là cái khoảnh khắc á, mà nó tạo được những cái chemical trong cái bộ não của mình để tương tác giữa não trái và não phải. Nó rất là đơn giản, chỉ nhắm mắt, xoay con mắt vòng vòng, di chuyển từ trái sang phải, từ phải sang trái trong vòng 30 giây, thực tập đó, và về lâu về dài cái những cái chemical reaction ở trong cái bộ não trái não phải của bạn sẽ làm cho bạn tăng cái tính creativity lên. Đơn giản đúng không? Thực hành nó đi nha. Tạm biệt các bạn.